Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra kho hàng của một công ty tại khóm 4, phường 4, thành phố Cà Mau. Qua kiểm tra, phát hiện lượng lớn mỹ phẩm là kem trộn, sữa tắm cùng nhiều giỏ hộp mỹ phẩm các loại, nghi là hàng giả. Sau khi thu giữ hai kiện hàng của một người đàn ông tên Mã Cáo, khai nhận chuyển từ kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mỹ phẩm N Collagen, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra kho hàng của công ty này. Tuy nhiên, vào thời điểm kiểm tra, đối tượng giữ kho hàng cố tình ngăn cản, đồng thời không cho kiểm tra kho hàng, khóa cửa bỏ đi. Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Trước tình huống này, các lực lượng chức năng bắt buộc tiến hành biện pháp cưỡng chế, phá khóa kho hàng. Khi vào bên trong, ngay căn phòng đầu tiên, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm gồm kem trộn, sữa tắm cùng nhiều giỏ hộp, bao bì mỹ phẩm các loại nghi là hàng giả. Vào sâu bên trong kho hàng, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện nhiều dụng cụ, dung dịch hóa chất chưa xác định, cùng máy trộn kem, tem dán chống hàng giả và nhiều bao bì giỏ hộp chưa được đóng gói thành phẩm. Trong quá trình kiểm tra, người được cho là giữ kho hàng không xuất trình được bất cứ chứng từ nào chứng minh nguồn gốc của lượng hàng hóa này. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành kiểm kê, niêm phong tất cả các số hàng nói trên để điều tra làm rõ.